Ơi, video này chào mấy bác nha. Một con một duy nhất nha mấy bác nha. Đây là một con G3K này. Và em nói rõ hình thức mua trên video nha. Mấy bác nghe cho kỹ và coi cho kỹ rồi mấy bác chốt hạ, mấy bác biết xong. Cái con này á, nó mới keng xà beng luôn. Đây, nó về theo bộ ba lô này này. Đấy. Thì ra mở nó ra. Đây, nó bắt lên ba vị trí ốc này này. Rồi có một cái bát này này, để nó bắt với vị trí ốc đây này. Đấy. Thì mọi người tin không? Con máy này dây dịch này. Ghê chưa? À, gần như lỗ lắng nghe luôn. Chà, giật không nổi luôn theo. Ghê chưa? Này, nghe này. Mọi người nghe tiếng máy chưa? Rồi bắt ca nha. À, ghê chưa? Và mọi người về có thể mở bô mở đồ ra coi. Ừ, nó chắc tinh luôn. Nó chắc tinh luôn đấy. Cam kết vậy luôn, máy rinh nha. Đây mọi người coi. Nó dơ mềm. Máy ba lô về. Thường mấy con máy ba lô bên Nhật ít dùng lắm. Thiệt. Rất là ít dùng. Thì đây, nguyên một bộ com lê của nó đây này. Ba vị trí ốc này, nó bắt lên trên đây này. 1, 2, 3 ốc này. Thấy không? Thì em bắt nó vô lại để nó quậy thôi. Rồi, đã lên chế ga ngang luôn này. Thấy không? Và em bán rẻ nhá. Không đắt đâu. Mọi người coi kỹ. Mới keng này. Thiệt sự rất là mới. Tất nhiên mở ra, rửa ra thì nó phải bong chóc. Nhưng bố nó chưa lăn bao nhiêu luôn. Em mở rồi. Và khi em làm chế này. Mở ra là nó căng tinh luôn. Gần như là chưa dùng luôn. Dây dịch này. À, hồi. Muốn nổ thấy không? Chà. Dịch không đủ tu á. Ghê chưa? Ga ti để nhỏ. Mình không nên để nhỏ quá vậy. Nghe hơi này. Ghê chưa? Đấy. Quá dữ. Thì bây giờ em báo này cho mọi người coi xem mọi người mua được không nha. Em sẽ bắt vô vị trí ba lô đẹp cho mọi người. Đây khung ba lô nữa. Nó hơi rách tí chỗ đây ăn thua gì. Đấy, êm nha, đệm này êm lắm này. Rồi đây là dây của nó đầy đủ này. Thấy không? Và em bắt cho mọi người một bộ ba lô. Đây, tính giá hữu nghị thôi. Bởi vì em vừa bán được cái đầu T180. Thì đây, em lấy luôn cái bộ này của T180 qua cho nó dữ dằn. Thấy chưa? Quá dữ dằn rồi, nhìn đấy, lấy luôn bộ này luôn. Đây, đi theo. Đấy. Đi theo cho mọi người cái bộ của T180 này. Lăn nhẹ nhàng theo. Rồi, đi y vậy nha. Có nghĩa là bên đây thì em lấy cái này từ vị trí đây này. Qua bên đây, lấy hết cái vị trí đây. Đấy, và đưa thêm một cái bên vô một cái tay lái một tay nữa. Chứ không phải để hai cục xu như kia. Đi theo một cái tay lái như này này. Qua đó là một. Đó có nghĩa là lấy nguyên cả khúc đó. Vô cả cò ga bóp cho mọi người. Và bên đây thì con máy gác lên cái nữa là xong. Bắt ba lỗ ốc. Thông báo rõ ràng nha. Để anh em mình khỏi mất lòng. Đấy, đi chưa? Bắt lên nữa là xong. Thì em sẽ làm cho nó một cái bình xăng nhựa nữa. Cái bình xăng nhựa của nó là nó có luôn. Nó nằm bên hông. Em sẽ kiếm cách em làm cho một cái bình xăng nhựa. Đấy, thì đây này, vị trí của cái bình xăng nhựa, cái bát bình xăng nó vẫn còn đây luôn. À đây rồi, à đây này, cái bát bình xăng đây này, à, nó nằm như này này. À, à nhìn này, thấy chưa? Đó, nhìn thấy chưa? Thì nó hơi vướng, thì để im em coi xem nó có vướng không. À không vướng luôn này, vừa luôn này. Được, đâu có vướng gì không, không vướng. Đẹp luôn, rồi, thả cái này vô là xong luôn này. Đó, vậy là xong luôn. Thấy chưa, đơn giản chưa. Bên này nhìn này, đúng của nó luôn này. Đó, em vừa mở ra này. Để lên chế cho nó đấy. Đây, ốc ếch bắt đủ hết cho mọi người. Đấy, là đẹp, bao đẹp. Thì bắt cái này vô, lấy cái luôn cái bình xăng nhựa này, thả qua đây. Đấy, đi dây xăng xuống là xong rồi. Đi theo cái cò ga bóp nữa.
thì em bán cho mọi người giá yêu thương thôi, giá tính mọi người giá 2,5 triệu bao ship, không kèm phụ kiện gì. Mọi người nghe cho kỹ nha, 2,5 triệu là bên em bao ship không kèm phụ kiện gì. Đấy, y vậy. Đó, là xong. Đó, ok, yên tâm, đủ con máy này mà anh nào sở hữu thì quá dữ dằn rồi. Đây lại này. Hoặc là em giật là do cái tay em nó yếu á, nó không đủ lực nữa. Bởi vì em hôm em bị ngã. Chứ hơi nó ghê lắm. Thấy chưa? Giật phải căng tay ra. Nghe tiếng máy là hiểu thôi, không cần em quảng cáo. Nghe tiếng máy là hiểu này. Quá dữ dằn. Thì mọi người nhắm ra mua nha. Thì theo em nghĩ mọi người nên vậy, về mọi người xài ba lô. Còn nếu như sau này mà mọi người ưng nữa, lên bình xăng dưới, mua thêm cái bình xăng Huana súng phát nữa xong. Em có bán sẵn luôn. Thì sau này ví dụ mọi người muốn lên mấy cần, chỉ cần mua cái bình xăng, mua thêm cái cần nữa xong. Đó. Và nếu như mọi người hỏi cái bình xăng đó bên em làm sẵn bát biết về, chỉ việc bắt vô bao nhiêu, thì em thông báo mọi người là giá, em tính cho mọi người giá. Nếu như mọi người mua theo cái con máy này, mua cái bình xăng nhựa này này, và em làm bát sẵn, mọi người về chỉ việc ráp vô trong vị trí ốc đây thôi, thì là thêm lên 100 nữa. Rồi. Đấy. Là cái bình xăng là đi riêng. Đó. Còn cái bộ ba lô này đi riêng cho nó gọn gàng. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn mọi người. Vừa rồi là em báo giá rồi nha. Anh nào mua được là quá hữu nghị luôn. Con này ngon lắm. Thật sự, rất là ngon. Quá VIP. G3K nha. Quá rẻ luôn á. Rẻ. Bởi vì mọi người biết nhưng so ra vậy em đã lên chế lên đồ rồi. Mọi người xài quá sướng luôn. Tiện. Ok nha. Giá quá tiếp cận này.